Đây bây giờ mình sẽ combo trên đây, mình giết hai thằng này cho anh em xem này. Hai thằng này đang ngủ không với thằng Nakroth. Đây mình sẽ bay vũ trụ luôn nè, chơi luôn nè. Này pha này thì mình không còn gì để mất nha anh em. Ấy mình còn có cậu bên xương mà. À đâu có giết được mình đâu mà. Chiêu hai dứt nó luôn này, double kill đó anh em thấy không? Chiêu... Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Ben, một trong những vị tướng sát thủ cực kỳ mạnh của Liên Quân Mobile, và chia sẻ cái build đồ và ngọc phù hiệu chuẩn và mạnh nhất cho anh em xem nhé. Đấy, thì bây giờ mình đi đang đi cướp bùa anh em ạ. Chạy vô đây thì mình sẽ trừng trị luôn, chơi luôn nha, quất mày luôn, khô máu mày luôn, xuống sát mày luôn. À ngủ không, ngủ không, chạy đi đâu. Ấy rồi, ui hay quá anh Zip ạ. Thì pha này bạn Zip đã cứu mình một mạng trông thấy luôn anh em. Rồi thì mình sẽ dùng chiêu 1 để mình chạy về thôi. Đấy, rất là nhanh như vậy. Thì trong cái giai đoạn đầu game như thế này mà có một mạng như vậy thì mình quá là xanh xao rồi anh em. Phải nhờ bạn Zip đã giúp đỡ mình trong cái pha đó là cứu mình ra khỏi cái trụ, chứ không là mình bị cái trụ bán bay màu ngay. Rồi. Thì nói về cái cách chơi cái bị bản ngọc của vị tướng Ben á, thì bản ngọc của vị tướng Ben thì anh em sẽ dùng bản ngọc phép cho mình. Bản ngọc phép thì anh em sẽ gắn như sau. Đầu tiên đó là ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc đó là công phép và xuyên giáp phép. Ngọc lục á thì anh em sẽ gắn ngọc tím á thì anh em sẽ gắn ngọc đó là 10 viên tốc đánh tốc chạy để lấy 10% tốc chạy cho vị tướng Ben nha. Về ngọc ngọc tím, ngọc lục á thì anh em sẽ gắn ngọc đó là xuyên giáp phép cho mình. Nói chung là vị tướng Ben này á, thì anh em sẽ gắn ngọc đó là công phép và xuyên giáp phép. Đây mình bay vô mình giết nó luôn anh em ạ. Quất luôn đấy, giết được một mạng đó là hai mạng nha anh em. Này pha này á, thì mình đã KS của team anh em ạ. Chỉ cần bay ulti vào là nó bay màu ngay mà. Thì nói chung mình đánh vị tướng Ben này á, là mình phải biết được cái nội tại của nó anh em. Nội tại của nó là cái thanh đỏ đỏ ở dưới á. Này, cái nội năng của nó gọi là nội năng đó anh em. Nậu nang khi mà anh em có nậu nang như thế này giống như mana thì có nậu nang thì anh em mới quýnh nó mới mạnh được nha. Thì cái nậu nang này nó hồi bằng cái cách nào thì nó dùng khi mà anh em dùng cái chiêu 2 xong nó có cái vòng đó, anh em đứng trong cái vòng đó trong vòng khoảng 2 giây thì Ben nó sẽ hồi nậu nang rất là nhiều nha anh em. Bằng cách lấy nậu nang bằng cái cách đó thì anh em sẽ có cái nậu nang để mà giao chiến, chứ anh em đừng có đứng ngoài cái vòng đó thì nó sẽ không có nậu nang nha. Anh em không có nậu nang là không làm gì được hết á. Nói chung là nậu tại của Ben mà không có cái nậu nang này là coi như phế anh em ạ. À, nên là anh em phải thường xuyên để ý và cái cách lấy nậu tại thì mình đã nói rồi, là khi anh em đứng đánh thường á thì anh em cứ đứng trong cái vòng đó để trong vòng 2 giây thì nó sẽ hồi lại cho anh em đó, anh em thấy không, nó sẽ hồi này. Bây giờ mình sẽ lên mình giúp khô máu hai cái thằng trên này, tụi nó quýnh lộn đâu, trên này mình lên mình giải tỏa nha anh em. Nhưng mà nó vô trụ rồi anh em, nó vô trụ thì thôi mình lại lưu về mình form. Rồi thì Ben này là một vị tướng sốc đam cực kỳ mạnh luôn đó anh em. Thì cái nội tại của vị tướng Ben là sau khi mà anh em dùng chiêu thì anh em đánh thường thì nó sẽ offset vào mục tiêu và gây sát thương cực kỳ lớn, gây sát thương phép nha anh em. Anh em combo 3 chiêu thì những cái vị tướng như máu mỏng để bay hơn ngay. Bây giờ mình sẽ bay ra mình giết luôn hai vị tướng này nha anh em. Bay ra nè, đánh thường này, chiêu 2 này đánh thường và chiêu 1 đánh thường đó anh em. Đó là cái cách combo của vị tướng Ben này. Thì ui anh nha, anh đừng có chơi với anh ơi, em còn tí máu mà anh chơi cột anh bỏ vào trong trụ cho nó bán chết em à. À nhưng mà vị tướng Caffeine của team bạn thì lại di chuyển ra phía ngoài này mà còn ít máu thì thôi, mình dùng chiêu 1 mình vô mình giết nó luôn nha anh em. À, nhưng không phải là mình cả ít của team đâu nha, mình nhảy giết có 4 mạng sơ sơ mà đâu có trợ có mạng nào đâu. À, tính ra là cũng không KS gì lắm, nhưng mà chẳng qua là mình sát thủ này là mình mạnh quá, mà mình mạnh quá nên là mình giết nhiều. Rồi, chân dưới kia là tụi nó đang quýnh lộn anh em ạ. À, có cần Ben xuống giải tỏa áp lực hay không? Chỉ cần Ben mà bay ulti vào là có 1 đến 2 thằng chết là có thật nha anh em. Anh em cứ combo đúng cái combo của mình chỉ nè, thì combo là anh em sẽ ulti vào. Nhưng mà khi mà ulti thì anh em phải để ý nha, anh em ulti vào những vị tướng máu mỏng của team bạn trước, và sau khi mà anh em ulti vào thì anh em bấm đánh thường ngay. Bấm đánh thường xong rồi nó up sát vào mục tiêu rồi anh em sẽ dùng chiêu 2 ngay nha. Dùng chiêu 2 xong là bấm đánh thường, rồi xong là chiêu 1 là đánh thường, chắc chắn là thằng đó nó sẽ chết rồi anh em ạ. Không có chạy thoát đâu hết.
Đây bây giờ mình sẽ combo trên đây, mình giết hàng này cho anh em xem nè. Hàng này đang ngủ không với thằng Nakroth. Đây mình sẽ bay vô trụ luôn nè, chơi luôn nè. Này pha này thì mình không còn gì để mất nha nè. Ấy mình còn bắt cầu bên xương mà. À đâu có giết được mình đâu mà. Chiêu 2 dứt nó luôn này, double kill đó anh em thấy không. Chiêu 2 thì nó đã bị cấm chiêu rồi. Thằng Nam mà bị cấm chiêu rồi, nó nhảy không được, nó chắc chắn nó sẽ chết thôi nè. Này anh em thấy khi mình đập trụ rất là nhanh đúng không. À, bây giờ mình còn ít máu quá thì thôi mình biến về nha anh em. Vì tướng Ben này thì sát thương nó to lắm anh em ạ. Sốc đam cực kỳ mạnh luôn. Nên là khi mà anh em muốn mà thấy thấy tên bạn mà nó chơi những vị tướng, ví dụ như Coffini đi cặp với thằng Highland chẳng hạn, anh em có thể cầm vị tướng Ben này mà anh em giết nó tụi nó nha. Sốc đam nó không kịp phồng máu là nó chết liền, là nó không có chơi được cái bài mà Coffini với Highland đâu nha anh em. Này. Thì mình cần cầm những vị tướng mà sốc đam cực kỳ nhanh luôn, không kịp cho nó hồ máu thì anh em sẽ thắng thôi. Chứ để cứ cặp Coffini với Highland thì nó rất khó chơi và khó chịu lắm anh em. Bây giờ mình sẽ bay vô giết. Ui pha này thì mình không thấy mục tiêu anh em ạ. Mình tưởng đâu thằng Tulane nó sẽ nhảy về hướng đó, mình sẽ bay qua cái bụi luôn. Nhưng mà không ngờ là nó bay nửa đường mà nó hết, nó không bay được nữa anh em. Nó không bay qua cái tảng đá nhé. Đấy, anh em thấy mình combo một phát là thằng này sẽ chết luôn này. Chạy đâu nữa nó rồi, chết ngay mà. Đấy, anh em thấy chỉ cần quýnh một phát là nó máu nó tụt không phanh mà anh em. Rất là dễ dàng để mà anh em giết tên bạn. Combo một phát là máu tụt không phanh luôn mà. Đấy, anh em thấy không? Quýnh cái con bùa xanh là một phát một. Về cái build đồ, vì build đồ thì anh em sẽ lên build đồ giống như ở dưới cái phần màn hình của mình nha. Màn hình của mình thì mình đã có chia sẻ cái build đồ nó cực kỳ chuẩn cho anh em rồi. Build đồ này thì cực kỳ mạnh cho vị tướng Ben luôn anh em ạ. Rồi cái bản ngọc thì mình có nói hồi nãy rồi, mình có nêu ở dưới cái phần mô tả hoặc là bình luận của video nha anh em. Thì clip nào cũng vậy thôi, mình sẽ nêu như vậy để anh em dễ dàng quan sát và dễ dàng thấy. Thì bây giờ game Liên Quân thì cũng có rất là nhiều kênh nó chia sẻ, nhưng mà mình cũng chia sẻ cố gắng hết mức cho anh em luôn á. Ui mình vô trong trụ mình giết nó xong là mình đi ra nè anh em. Thấy hay không, quá là hay luôn ấy. Chỉ cần giết xong là bật chiêu một chạy ra. Thì cái chiêu một này mà sau trong cái trạng thái mà anh em đang di chuyển mà bạn cái chiêu một á thì ui anh ơi em xin lỗi mà ấy, vẫn không chưa chết nha, vẫn chưa chết, vẫn giết 7 mạng là vẫn chưa chết anh em thấy không. Đâu phải là dễ giết Ben đâu anh em. Ben này nó có chiêu một, khi mà anh em trong cái trạng thái đó thì anh em sẽ không có bị chọn lùm mục tiêu nha, nhưng mà cái bóng của mình nó vẫn bị chịu sát thương nha anh em. Bóng của mình nó vẫn chịu sát thương nhưng mà nó sẽ giảm đi một chút chứ không phải là nó chịu sát thương luôn. Hồi nãy mình nói mình nói với anh em là cái bản ngọc là cái ngọc tím là ngọc tóc đánh tóc chạy, thì cái này mình bị nhầm chút nha anh em. Thì ngọc tím thì anh em sẽ cầm ngọc hút máu phép cho mình, ngọc hút máu phép để mà anh em khi mà anh em đánh là nó sẽ hút máu này. Đó, anh em từ nãy giờ mình đánh mình hút máu, mình ngẫm lại hồi nãy mình hơi giật mình một tí là có nghĩa là bản ngọc phép, nhưng mà mình giật mình là một chút đó là bản ngọc, thì anh em sẽ ngọc tím thì anh em sẽ ngọc đó là hút máu phép cho mình. Rồi bây giờ thì mình đã ăn được cái con tà thần Seiya này, mình gọi luôn đường giữa và mình kết thúc luôn vấn game cha nó cho rồi nè, chứ để lâu cuối cùng Coffini với thằng Helen nó xanh lé nó quýnh mình chết ngay tại chỗ nữa. Nó chạy đâu nữa anh ơi, chỉ cần một combo là chết ngay na anh em ạ. Đấy, rất là mạnh anh em ạ. Đấy, thì khi mà vị tướng Ben này mà dùng chiêu hai vào một vị tướng nào đó thì vị tướng đó không thể chạy thoát nha anh em. Không dùng chiêu được, nó bị cấm chiêu anh em, giống như bị cấm chú á. Cấm chiêu, cầm lạng anh em. Không có dùng chiêu được. Cái cách lấy nội tại của vị tướng Ben thì anh em sau khi mà dùng chiêu hai thì anh em phải đứng trong cái vòng đó để anh em hầu chiêu nha, hầu cái mana cái cây đỏ đó nha anh em. Anh em đừng di chuyển ra ngoài khỏi cái vòng đó, phải đợi đứng trong đó cỡ hơi ra 2 giây nha anh em. Đây mình sẽ di chuyển ra để mình thoát khỏi cái giao chiến này, mình còn quá là ít máu anh em. Không nên giao chiến nữa thì mình sẽ bảo toàn cái tính mạng của mình để mình về mình đi farm tí nữa, mình mới giết được cái 9 mạng mà, mới giết trên chục mạng nó mới thỏa mãn anh em à. Rank cao thủ này tuy nhiên là nó hơi bằng một chút, chỉ là rank cao thủ mấy sao đó. Không có chi nhiều.
À, thì hôm qua thì mình có đăng cái clip là ngủ không một giây ba gậy mà lên cầu thủ rất là nhanh anh em thấy không? Nhìn đây chỉ cần ui, anh ơi đây rồi, xong mày rồi, chiêu một chiêu hai nó là chết chắc mà, nó ngay biết ngay mà. Chiêu một thì nó di chuyển cực kỳ nhanh luôn đó anh em, di chuyển cực kỳ nhanh như vậy thì không thể nào mà con Anthony nó chạy thoát được. Và team bạn đã bị bể ba đường rồi anh em, giết được 11 mạng rồi chưa chết mạng nào, quá là ảo diệu đến từ vị trí của Ben anh em ạ. Đây thằng này mà nó ra ý, một quan coi hướng nào nó chạy ra hướng nào nha anh em, ra hướng nào. Ui nó đang nó quýnh lộn với tụi này luôn này, chắc chắn nó bay tới đây chứ đâu mà chạy đi đâu hả mày. Ui nó hồi máu kìa anh em, pha này thì mình hết chiêu nha anh em, còn chiêu thì chắc chắn đó nó cũng chết cho nó không có hồi máu kịp đâu anh em ạ. À, mình đứng trong cái vòng để nó hồi lại cái nội năng này. Về cái cách nâng skill thì anh em sẽ nâng mát chiêu 2 cho mình nha, nâng mát chiêu 2 để nó gây sát thương và nó hồi lại cái nội năng cho vị tướng bên. À, sau khi anh em đánh dùng chiêu 2 thì anh em cứ đứng trong cái vòng của chiêu 2 mà anh em đánh để cho nó hồi lại cái nội năng nha anh em. Đây, team mình nó đang ùa lên nó win luôn á anh em, cố gắng là win luôn trong cái pha combat này, không thể để chờ lâu anh em mình coi mỏi mệt. Đây, mình sẽ dùng ulti vào vị tướng AD của team bạn, ulti chiêu 2 chiêu 1 cũng thường. Đây, mình đã được vị tướng ui anh ơi ui, pha này thì mình bị ngộ không nó giết rồi anh em, cuối cùng là mình cũng phải bị chết rồi, 13 chết 1 đấy. Nhưng mà team mình nó đang giao chiến và lính mình lên đang lên rất là cao và cuối cùng là chắc chắn là team bạn phải hàng thôi này, hai này là hàng là chắc cố nhất thôi, quýnh gì nữa đâu, team mình nó sắp lớp nó quýnh luôn ngủ thằng Nakaros trong nhà anh em ạ, quýnh rồi anh em ạ. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, chơi vì tướng nào anh em cứ comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo nha.